rất là mạnh. Xịt rửa xe cho gia chủ luôn. Test máy luôn nha bà con. Và rửa xe cho gia chủ luôn. Máy rất là ok. Đấy. Đầu tiên mình gắn đống dây hút vào cái khớp nữa nhanh. Đấy. Sau đây mình chặt con vô lon này lại. Và đây là cái đầu khớp nối nhanh thì gắn vào đường ống hút của máy. Đấy. Sau đó thì mình kết thúc nối nhanh là mình sẽ gắn vào đầu khớp nối nhanh. Đấy, ok. Và đây là cái lọc rác nhé bà con. Lọc rác thì mình sẽ gắn vào cái đường ống dây hút để nó lọc những cái cặn rác ở trong nước, làm cho nước sạch để đi vào máy để bảo tăng thêm cái tuổi thọ cho máy. Đây là súng xịt nhé. Súng xịt thì có một cái béc màu việt. Và mình sẽ tiến hành mình sẽ đấu cái cần nối của súng xịt cho cần xịt nó dài ra. Và béc xịt sẽ đấu vào đầu của cần xịt. Và đây là dây xịt đi kèm máy nhé bà con. Dây rất là ok. Dây dài 10m. Đấy. Một đầu thì mình sẽ gắn vào đường ra của máy. Bà con lưu ý là mình sẽ cầm riêng cái này để mình bỏ vào cho nó lọt hẳn vào trong cái khớp. Đấy, xong rồi mình xoáy ra. Rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, và một đầu kia thì mình sẽ gắn vào súng xịt. Như bên kia mình sẽ tháo cái này ra, mình đẩy vô. Đấy, xong xoáy lại như thế này. Như vậy là mình đã gắn hoàn thiện. Bây giờ mình chỉ cấp nguồn điện cho máy và cấp nguồn nước là chúng ta bắt đầu sử dụng được máy rồi bà con. Chị, mình đấu nguồn cho máy xong mới lại mình cấp nguồn nước. Cái này là ra motor nó tự động á, mình sẽ bóp cò này á là máy nó chạy. Đấy. Đấy. Thả cò ra máy nó tự ngắt. Nó đơn giản. Như cái này. Cái béc này nó có hai chế độ rồi. Đấy. Máy xịt rửa xe áp lực cao Oshima mới R195 đã hoàn thiện test máy cũng giống như bàn giao cho khách và đã nhận tiền đầy đủ. Và bây giờ mình tiến hành quay về cửa hàng. Chào, hẹn gặp lại quý bà con.